nuôi nuôi con càng nước đây làm thú cưng hai con à, anh kia bự hơn à, đi vô nhà này mới chín con rùa này. Rùa cũng có nhiều loại lắm chú. Rồi rùa con rùa mây. Rùa mây nè. Đây. Anh kia cái lưng nó đẹp hơn ha. Anh lưng có sọc. Cái mày nó. Chú nuôi được bao nhiêu năm rồi? Này cũng bắt này nuôi được 2 năm. 2 năm. Lúc đó chú cũng bự rồi hả? Hai nó nhỏ xíu. Bự rồi à. Bóng chân cũng dài đó. Cái đầu nó nhìn từ xa như con đầu con lương. Lương mà lương khủng á. Chung nữa đây. Nó phải đi vô mấy chỗ mát. Chạy ra. Chung gì đó rồi nó đi. Con này cháu có căng thử không? Chắc con đậu đậu chứ đâu con thử hả? Hổm căng được 5 ký. 5 ký. Muốn chừng anh dậy hay nó bị gì đó vậy á. À. Này chắc mình ngửa lên chắc nó không đi đâu hết quá. Thì nó cũng nằm ngửa đó chứ nó đi đâu. Ngửa quá với nằm đi. Nó có thắt thế đó ha. Nó lật ngửa đó là xong à. Rồi như chỗ mà không có cỏ thì nó nằm lâu rồi có cỏ à, nó có cái thế nó là lật thôi hồi nó bám được. Bám được là nó đi. Nó lật là hay lắm. Thấy mấy chỗ bắt bán nó không cho lật nó đặt nó để lên. Cái quá nằm đó ngay cầu đò á, thấy cầu quá không biết bán nhiêu tiền không thấy. Không. Tao đi thấy đó tao thấy cỡ mời không dám mua.